Thư Đồng, hay Thư Quý Năm, vai Dạ Chi Đình, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1996, quê ở Nục An, An Huy. Weibo của anh 14.801 người theo dõi. Các tác phẩm tiêu biểu của anh là Giấc Ngủ Mùa Xuân Mà Không Nhận Ra, chiếu vào năm 2016, thời lượng 68 phút, đóng cặp với nữ diễn viên Châu Húc Phong. Mẹ Giáo Nam Sinh, thời lượng 75 phút, chiếu vào ngày 17 tháng 3 năm 2017, anh đóng vai Vương Tử. Ban Hương Tầm Ái, thời lượng 90 phút, chiếu vào ngày 16 tháng 8 năm 2017, do anh đóng chính, đóng cặp với nữ diễn viên Mã Giao Giao. Tình Cha Con, chiếu vào năm 2018, anh đóng cùng với hai nam diễn viên Thịnh Hiên và Thần Cật Huyên. Vương Gia Tân Binh Gây Rối Giang Hồ, chiếu vào ngày 19 tháng 9 năm 2018, thời lượng 83 phút, do Hà Giai Ninh và Vương Chỉ Bằng đóng chính, anh đóng vai Trang Chu. Trở Về Trường Trung Học Phong Vân Một Lần Nữa, chiếu vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, thời lượng 62 phút, đóng chính là nữ diễn viên Trương Duyệt Nam và nam diễn viên Lý Dịch Tăng. Ghi Chép Kinh Hoàng, chiếu vào năm 2019, đóng chính là nữ diễn viên Phó Nhiên và nam diễn viên Khư Phẩm Trình. Bạn Học Đừng Gây Rắc Rối, chiếu vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, thuộc thể loại Thanh Xuân Vườn Trường, gồm 17 tập, chiếu trên nền tảng Youku. Bộ phim kể về câu chuyện của 4 sinh viên với những tính cách khác nhau trong khuôn viên trường đại học. Những người này đã cùng nhau thành lập một câu lạc bộ rắc rối, quyết tâm giúp những người khác giải quyết rắc rối. Trong phim, Thư Đồng vào vai Vương Đại Bá, đóng với nam diễn viên Tôn Thư Bác, Tề Ký và nữ diễn viên Nương Tinh Tinh. Không Gian Hỗn Loạn, chiếu vào ngày 25 tháng 3 năm 2022, thời lượng 87 phút, đóng chính là nữ diễn viên Nương Tinh Tinh và nam diễn viên Cát Hàng Thụy. Nan Nam, vai Ahi hay Dạ Thừa Hoan, sinh ngày 12 tháng 1, sinh sống tại Chiết Giang. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên Thành Đô. Weibo của cô với 7.745 người theo dõi, Đôi Ninh với 110.000 người theo dõi. Ngoài tham gia đóng một số phim ngắn thì cô còn đóng MV quảng cáo và quay vlog. Ngoài bộ phim ngắn Nhặt Được Thiếu Nữ Là Đại Não thì Thư Đồng và Nan Nam cũng đóng một số bộ phim ngắn khác trên Đôi Linh.